Nhà đẹp Tân Á xin chào tất cả các bạn. Mình là Vũ Hoan, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ các mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Hàng ngày, công ty chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các mẫu nhà đẹp, có thể là một mẫu nhà cổ điển, tân cổ điển, một mẫu nhà ống, nhà phố, nhà cấp 4, hay là một mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói, để giúp các bạn có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế, giữa các cái màu sơn, các cái màu gạch, các cái màu sân vườn đẹp với nhau, để các bạn tháo hồ thoải mái lựa chọn và áp dụng cho công trình gia đình của mình. Và hôm nay như thường lệ, cứ đến hẹn lại lên, mình sẽ gửi tới các bạn một mẫu nhà cấp 4 được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Bình tại xã Tân Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đây là một mẫu nhà được chúng tôi thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Trong cái xu thế xã hội phát triển ngày nay thì những cái mẫu nhà cao tầng không ngừng mọc lên khắp nơi. Bên cạnh đó thì những mẫu nhà cấp 4 như mẫu nhà anh Bình như thế này vẫn được sự quan tâm đặc biệt của đại đa số gia đình, nhất là những người những gia đình có người lớn tuổi, bởi ngoài cái yếu tố cái vẻ đẹp phía ngoài tổng thể của những cái mẫu nhà như thế này mang lại thì những người già hầu hết là không leo được cầu thang, cho nên họ cũng muốn thiết kế và làm một ngôi nhà cấp 4. Và bên cạnh đó thì những cái không gian của những cái mẫu nhà cấp 4 như thế này rất là phù hợp với những người lớn tuổi, vừa có không gian thư giãn, không gian để gia chủ có thể ngắm hoa, không gian rất là hợp lý, rất là lý tưởng. Với công trình nhà cấp 4 nhà anh Bình, phần mái được chúng tôi thiết kế theo kiểu mái Nhật với cái độ dốc vừa phải, và ở vì các cái vị trí đỉnh mái thì chúng tôi sử dụng các cái kim thông lôi được bố trí ở các cái vị trí đỉnh mái và được hàn liên kết với nhau đi ra phía sau trốn xuống lòng đất, đảm bảo cho ngôi nhà được an toàn nếu gặp sự cố có thể xảy ra như sấm sét vân vân. Và chúng tôi sử dụng một cái loại ngói bo được dán vào cái khu vực diện giáp nối giữa các cái mảng mái, và được sự thiết kế rất là vuông vắn, rất là thẳng thắn, rất là đẹp. Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà này thì chúng tôi vẫn sử dụng tông màu trắng và kết hợp với màu xanh của phần mái ngói, và các ở giữa các cái mảng tường này thì chúng tôi sử dụng một cái loại sơn màu xanh da trời rất là bắt mắt, và kết hợp với cái màu đen của cái phần gạch cục chấn móng, tất cả đã tạo nên một cái không gian rất là hài hòa, rất là sinh động. Và chúng tôi đã tạo ra một cái không gian nó toát lên được một cái vẻ đẹp rất là hiện đại, rất là sáng trọng, như các bạn có thể thấy được ở một cái góc nhìn phía bên hông của ngôi nhà. Các bạn có thể thấy được sự vẻ đẹp xa hoa rất là lộng lẫy của căn nhà này bán lại. Và đây là một trong những mẫu nhà rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Ngoài những yếu tố vẻ đẹp của những mẫu nhà như thế này mang lại, thì chi phí để xây dựng những mẫu nhà như thế này cũng rất là vừa túi tiền của quý khách hàng, cho nên là được rất nhiều gia đình lựa chọn trong thời gian gần đây. Cửa ngoài, phía ngoài của công trình này thì chúng tôi thiết kế là cửa nhôm kính, và được chúng tôi bố trí khá là nhiều ô cửa sổ đảm bảo sự thông thoáng cho từng căn.
căn phòng của ngôi nhà, vừa giúp cho không gian của từng căn phòng trong ngôi nhà được điều hòa tốt không khí, lấy gió và lấy ánh sáng vào từ ngoài vào phía trong và phía trong ra phía ngoài rất là tốt. Và khu vực mặt tiền trước, khu vực sảnh chính thì chúng tôi thiết kế cho khu vực sảnh chính này một bộ cửa gỗ rất là đẹp và rất là sáng trọng, kết hợp với những ố kính rất là đẹp. Và bộ cửa gỗ này được chạm khắc rất là tinh xảo, rất là sáng trọng. Và ở phía bên cửa sổ của khu vực mặt tiền trước thì chúng tôi vẫn sử dụng hệ kính, nhưng là chúng tôi thiết kế là khung gỗ. Ở cái phần xi nhô mái này thì chúng tôi vẫn sơn màu trắng, và ở phía dưới chân thì chúng tôi bố trí các cái đèn downlight được chạy xung quanh chu vi của ngôi nhà, và đi kèm với đó là các cái đèn trang trí được bố trí hai bên sảnh chính, hai bên cột của sảnh chính, và các cái đèn ống trần ở khu vực sảnh chính đảm bảo độ sáng cho toàn bộ không gian của ngôi nhà. Và chúng tôi cũng sử dụng các cái đường phao chỉ to khỏe và các cái đường chỉ ấm được bố trí ở các cái mảng tường ở giữa mảng tường này, được bố trí xung quanh các cái chu vi chạy ngang dọc theo chu vi của ngôi nhà. Bạn có thể thấy được các cái đường phao chỉ ngăn cách giữa từ phần tường tầng 1, tầng 2 rất là rõ ràng, rất là chi tiết, rất là khỏe khoắn và tạo sự riêng biệt cho từng phần của ngôi nhà. Khu vực sảnh chính này thì chúng tôi thiết kế hai cái trụ rất là to khỏe, và cũng sử dụng một cái chỉ ấm tường được sơn màu đen ở khu vực giữa trụ, và hai bên và trụ này thì chúng tôi sử dụng sơn màu trắng, và phần chân trụ thì chúng tôi sử dụng một loại đá màu đen, vẫn một loại gạch vẫn đá màu đen để ốp lên cái phần chân trụ này. Và khu vực bậc đi lên của ngôi nhà thì chúng tôi sử dụng thiết kế là 5 bậc, và ở mặt bậc thì chúng tôi sử dụng loại đá hoa cương màu đen, và ở khu ở mặt bậc thì chúng tôi sử dụng loại đá trắng nhân tạo. Và khu vực xung quanh cái chân móng thì chúng tôi sử dụng một loại gạch vấn đá được ốp lên toàn bộ xung quanh cái chân móng, đảm bảo sự chắc chắn cho ngôi nhà và chống rêu mốc bám lên khu vực các cái mảng tường của ngôi nhà. Đây, các bạn có thể thấy được là chúng tôi sử dụng một loại gạch vấn đá để ốp lên toàn bộ xung quanh cái chân móng của công trình, để giúp cho gia chủ có một cảm giác rất là chắc chắn, rất là yên tâm về công trình của mình. Và ở bên phải theo hướng đối diện mặt trực diện của ngôi nhà thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ một cái lối đi riêng ra phía sau ở khu vực cửa phủ này, để cho gia chủ có thể đi ra phía sau đi vào khu vực nhà bếp của công trình. Rồi, chúng ta cùng đi vào phần công năng chính của ngôi nhà. Và đây là một cái mặt bằng định vị của ngôi nhà. Đây là toàn bộ khu đất của ngôi nhà anh Bình. Đây là khu vực nhà được anh Bình xây dựng. Đây là cái mặt bằng của công trình nhà anh Bình. Và đây là một đi vào, đây là khu vực sảnh chính đi vào phòng khách, thì chúng tôi thiết kế rất là rộng rãi với diện tích là 36.4 m². Đây là khu vực kệ tivi và ngăn cách với cái
phòng bếp và phòng ăn bằng một cái hệ lam bằng gỗ thịt được thiết kế ở vị trí này. Đây là khu vực bàn ăn của gia đình. Phòng bếp và phòng ăn của gia đình có kích thước là 27,2 m². Đây là bếp của gia đình được chúng tôi thiết kế theo chữ L, và ở phía sau là một nhà vệ sinh của chung của khu của căn nhà với diện tích là 6,5 m². Đây là cửa đi ra phía sau của sân rửa. Và với công trình của nhà anh Bình thì chúng tôi thiết kế cho gia đình anh là 3 phòng ngủ và tất cả đều có nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng. Phòng ngủ thứ nhất với diện tích là 20,2 m², phòng ngủ thứ hai với diện tích là 17,3 m² và phòng ngủ thứ ba với diện tích là 16,8 m². Tất cả phòng ngủ này thì được chúng tôi tính toán cũng rất là hợp lý, rất là thông thủy cho gia chủ. Từng chi tiết cửa và từng vị trí đặt tủ giường, tủ quần áo, vân vân. Thì đây là toàn bộ công năng chính của ngôi nhà. Chúng ta cùng một lần nữa nhìn lại phối cảnh của công trình này. Các bạn có thể thấy được vẻ đẹp của ngôi nhà này. Và nếu các bạn cảm thấy thích những mẫu nhà như thế này thì hãy gọi điện cho tôi theo số điện thoại phía dưới, hoặc các bạn đang có cái ý định chuẩn bị làm nhà thì các bạn có thể truy cập vào website của công ty để nhà đẹp Tân Á.vn để tham khảo một số mẫu nhà được chúng tôi thiết kế cho rất là nhiều gia đình, từ mẫu nhà cổ điển, biệt thự hay là nhà ống, nhà cấp 4 vân vân, rất là nhiều mẫu nhà để cho tha hồ cho các bạn thoải mái lựa chọn và áp dụng vào cho công trình của mình. Và hoặc là các bạn có thể vào kênh YouTube và gõ nhà đẹp Tân Á, sau đó đăng ký và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ một video chia sẻ nào từ chúng tôi. Thì trên kênh YouTube của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chia sẻ về các cái mẫu nhà đẹp, được chia sẻ liên tục rộng rãi và hàng ngày, đi kèm với những video chia sẻ về các cái mẫu nhà được chúng tôi thiết kế. Thì có các cái video chia sẻ về các cái mẫu nhà thực tế và đã đi vào sử dụng, đi kèm với đó là các cái video chia sẻ về các cái kinh nghiệm, các cái kỹ thuật thi công xây dựng công trình, để giúp các bạn có một chút kiến thức về thi công xây dựng công trình, để các bạn sau này khi làm nhà không còn phải bỡ ngỡ, không còn phải phụ thuộc, và các bạn có một chút kiến thức về các cái giá cả của nguyên vật liệu, các cái loại nào tốt, loại nào xấu, để sau này là các bạn làm nhà có sự chủ động trong công việc và an tâm hơn về công trình của mình. Và đến đây thì buổi chia sẻ cũng xin hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.